Anh em dân văn phòng mình nghĩ là chắc thích cái này lắm. Đây là một cái quạt. Đây là một cái quạt. Đây là một cái quạt. À đúng rồi, nhìn vào biết đây là cái quạt rồi. Cực kỳ thuyết phục. Thế nhưng mà... Cười gì bạn? Thế nhưng mà đọc thông số các thứ xong rồi các kiểu kiểu trải nghiệm thử rồi nhìn vào quả giá của nó thì mình cũng hú hồn phát. Hú hồn là bởi vì... vì gì? Thôi tí nữa mình nói. Đây là một cái quạt đến từ thương hiệu Drapow. Đấy. Và nhìn cái kiểu quạt như thế này thì chắc là các bạn cũng biết là nó giống với những cái con quạt như thế nào rồi. Cơ bản thì nó khá là phổ biến trên thị trường và các bạn có thể thấy là nhìn nó kiểu trắng trắng, đáng yêu các thứ. Và cũng chẳng có thứ gì nó bất ngờ cho lắm cả. Nên là nó cũng bình thường đúng không? Thế vì sao mình làm cái video này? Cái thứ nhất ạ, Drapow là thương hiệu của người Việt Nam. Đấy. Bắt mấy thằng Trung Quốc gia công đóng quả logo vào, thế là bán với giá cũng tốt tốt một tí. Thế là xong. Kệ, chả quan trọng. Đây là hàng chính hãng. Thế thay vì cái việc các bạn mua mấy cái con quạt trên Shopee, Lazada với mức giá VCXZ gì đó thì lỗi là vứt thôi. Thì con này là các bạn được bảo hành. Đấy. Lỗi là đổi. Đâu có sửa được méo đâu. Thật. Con quạt này thật ra cái công sửa không đáng cái công đổi mẹ cho nó nhanh. Thế nên là bên Drapow chia sẻ đấy là lỗi là đổi ngay trên cái thông tin của sản phẩm cũng ghi rõ là như thế rồi. Thế nên là anh em mua con này, lỗi đổi con mới, dùng tiếp. Lỗi đổi tiếp, đổi bao giờ hết bảo hành thôi. Đổi hết bảo hành thì chắc là cũng cũng đủ tã rồi, kiểu kiểu vậy. Rồi, chưa kể nữa. Các bạn nhìn này. Thấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? À thế à? Đúng rồi đấy, có đèn đấy. Thế thì cái mục đích của cái con quạt này để làm cái gì? Ví dụ như tớ có con gái, buổi tối đi ngủ nhiều hôm mà mất điện hoặc là trong một vài tình huống gì đó bị mất điện, thế là nhà tối lên, thế là vừa phải có một cái quạt cho nó sợ tối mà, là phải bật thêm cái đèn cho nó. Bây giờ thì chỉ cần có một cái này là vừa giải quyết được vấn đề mát cho nó được chút xíu và giải quyết được thêm cái vấn đề đèn đóm các thứ như thế này. Ok, thêm nữa, ví dụ chị em ngồi làm văn phòng các thứ ấy, để cái quạt như thế này đấy, bật nó lên cho nó mát. Xong rồi lâu lâu có muốn soi mụn các thứ để cái gương bên cạnh này soi đấy, có đèn để soi mụn nó dễ hơn. Đấy, đúng không ạ? Thật à? Chém gió thế mà không thật à? Ờ đấy, thì nói chung là sẽ có rất nhiều yêu cầu để cần có một cái ánh sáng này phải vào mặt thêm một tí xíu nhìn cho nó rõ. Chứ bình thường trong kiểu văn phòng các thứ như này này, các bạn thấy không? Đèn đóm các thứ cũng ok, ánh sáng bên ngoài cũng ok, nhưng mà không thể nào để mà chị em có thể làm những cái công việc của nó chi tiết như thế mà không có mấy cái đèn như này được đâu. Cho cắt nhầm phát đến đổ nợ luôn ấy, cũng vỡ mồm. Thì đấy chính là cái công dụng của cái việc chúng ta có thêm một cái đèn tích hợp ở đây để làm cái gì. Ok. Rồi, thế thì quay trở lại cái vấn đề quạt thì nó vẫn chỉ là một cái quạt thôi. Ok. Thế mục đích chính của nó là gì? Nó tạo gió cho các bạn mát mẻ hơn. Thì với một cái quạt nhỏ nhỏ như này thì các bạn cũng xác định là phù hợp với cái việc chúng ta sử dụng trong phòng điều hòa. Ví dụ như là trong phòng điều hòa nó rộng thì không phải chỗ nào cũng đủ mát. Thế nhiều anh em ngồi trong góc ấy, thì để cái quạt này bên cạnh phả vào người thì nó cũng sẽ thoáng hơn, dễ chịu hơn. Có rất nhiều anh em mà ngồi trong những cái phòng làm việc kiểu bị đông quá, cảm thấy nó bị ngột ngạt, nó bị bí ấy, thì lúc đấy cũng sẽ có cái cảm giác kiểu nó thoáng, dễ chịu hơn tí. Chỉ cần cái quạt phe phẩy thôi, vì đây là cái mục đích mà cái quạt này nó được sinh ra trên cái trần đời này. Hay là cũng có nhiều kiểu ví dụ như là mình đi xe hơi, đi đường xa các thứ ấy, thì các bạn cũng hiểu là phần lớn những cái mẫu xe phổ thông bây giờ thì điều hòa nó tập trung vào dàn trước. Còn cái xe của mình thì nó cũng có dàn điều hòa đằng sau. Thế nhưng mà đôi khi kiểu mở hẳn ra thì thốc mạnh vào thì nó quá lạnh, mà đóng kín kín lại thì nó lại hơi nóng. Nên thành ra là cứ đóng kín kín lại nó nóng vừa phải, xong thêm cái quạt như thế này thì cũng sẽ giúp cho mấy đứa nhỏ, ví dụ con bé nhà mình nó dễ ngủ hơn. Thì đấy cũng chính là lý do vì sao chúng ta cần phải có một cái quạt kiểu kiểu như vậy. Nói chung là nhu cầu quyết định tất cả thôi. Có người cần thì có người không cần, kiểu kiểu vậy. Nên là các bạn cũng đừng có vào đấy so sánh, úi trời ơi, con quạt này giá như thế, tao mua con quạt cây đứng thổi bay cả người luôn, mua này làm méo gì. Thế con quạt to đấy có để trên bàn được không? Đấy, đúng không? Nhu cầu quyết định tất cả, thôi không tranh cãi nhau vụ này nữa nha. Ok, và chúng ta sẽ có 3 nấc gió này. Đấy, nấc to nhất này cũng khá yên tĩnh. Nhiều nói thật, dùng quạt này chả ai mở cái mức to nhất này làm gì đâu. Thật, nói thẳng cho nó như vậy, chỉ mở mức 1 cho nó hưu thôi. Thì theo như công bố của nhà sản xuất ạ, mức 1 thì chắc nó được khoảng 10 tiếng, còn mức 3 chắc hình như được khoảng 2 tiếng. Thật. Nhưng mà thôi, nó chỉ được vậy thôi, không đòi hỏi gì nhiều. Pin thì nó là 4000 mAh, thì các bạn cứ hiểu một điều là càng mở càng mạnh,
thì nó đốt pin càng nhanh. Thì đấy cũng chính là lý do vì sao mà chênh lệch nhau lớn đến mức độ là như vậy. Rồi cái phần đầu quạt này cũng rất là linh hoạt, để các bạn có thể ngửa nó lên hẳn 90 độ như này luôn cơ. Còn mình không hiểu lý do dùng cái góc 90 độ này làm gì. Mấy thằng trong văn phòng mình bữa bữa kêu vào các chị em mặc váy ấy, thì cái này dựng hẳn lên trên thổi cho nó thoáng. Mấy hiểu chúng nó nghĩ sao được cái vụ đấy à? Thật ra là mình nghĩ đấy. Nhưng mà đấy, linh hoạt phết, các bạn thấy không? Mượt mà trơn tru không có gì cả. Con này hơi đáng tiếc đấy là không có cái tính năng xoay. Xoay là con khác cũng của Drapow. DF02 chỉ đó, con này DF01. Rồi, đằng sau này chúng ta có một cổng micro USB để mà sạc pin cho cái quạt này, và cổng A này thì để mà output ra sạc cho những thiết bị di động. Nhưng mà pin của con này có 4000 mAh thì thật ra cái này nó chỉ là chống cháy thôi, chứ không có ai rảnh tự nhiên mang cái quạt pin bé tí này đi sạc cái điện thoại làm gì. Sạc chưa được bao nhiêu cái điện thoại thì hết cả pin điện thoại, vẫn hết cả pin của cái quạt này thì nó cũng lại bằng nhau đấy. Đó, thế thì với tất cả những tính năng như vừa rồi và nhìn quả mức giá 1.250.000 thì cái hú hồn luôn. Nhưng mà không, đây mình nghĩ chắc chỉ là cái mức giá niêm yết của Drapow thôi. Chứ còn anh em mà muốn mua thì kiểu gì cũng sẽ có mức giá khá là tốt trong những đợt sale ở bên Drapow. Vậy thì các bạn thấy sao về em nó? Ok. Sợ quá. Đó, nói chung á thì đây là Drapow. Tên gì dài lắm, nhưng mà mã của nó là DF01. Các bạn quan tâm thì có thể tham khảo tại cái đường link phía bên dưới Shopee. Anh em thấy sao? Comment nhé.